Thầy có nhận được một câu hỏi liên quan tới phần bài tập số nguyên tố của lớp 6. Thì đề bài cho là P và P cộng 8 là số nguyên tố. Điều kiện là P lớn hơn 3. Hỏi P cộng 100 là số nguyên tố hay hợp số? Thế thì đọc cái đề bài này lên, chúng ta sẽ thấy bí nếu như chúng ta không nhớ số nguyên tố là gì, hợp số là gì. Đúng không nào? Chúng ta phải nhớ một chút về định nghĩa, về tính chất của số nguyên tố, những cái chú ý gì liên quan tới số nguyên tố, thì từ đó chúng ta mới làm bài tập được. Thì nhắc lại cho bọn con nghe này, số nguyên tố là số tự nhiên, là số tự nhiên lớn hơn 1, tức là nó phải bắt đầu từ 2 trở đi, đúng không nào? Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1 mà chỉ có hai ước là 1 và chính nó. Đấy, chỉ có nha, hai ước là 1 và chính nó. Ví dụ như chúng ta bắt đầu từ số 2 thì là số nguyên tố, bởi vì nó chỉ chia hết cho 1 và 2. Rồi số 3 cũng là số nguyên tố, nó chỉ chia hết cho 1 và 3. Rồi số 5, số 7, số 11, số 13, vân vân. Thế còn hợp số thì sao? Hợp số là số tự nhiên, là số tự nhiên lớn hơn 1, lớn hơn 1 mà có nhiều hơn, nhiều hơn 2 ước số. Tức là nó sẽ chia hết cho từ 3 số trở lên. Ví dụ như số 4 là hợp số. Bởi vì sao? Bởi vì 4 thì chia hết cho 1, 4 thì chia hết cho 2 và 4 thì chia hết cho 4. Như vậy 4 đã có 3 ước là 1, 2 và 4. Thế rồi số 6 thì sao? Số 6 cũng là hợp số. Bởi vì tập hợp các ước tự nhiên của 6 bao gồm các số là 1, 2, 3 và 6. Như vậy là nó có 4 ước. Vậy thì nó là hợp số. Rồi, thế thì chúng ta lại có thêm một cái nhận xét mà chúng ta cần phải nhớ. Đó là gì? Trong tất cả các số nguyên tố như thế này thì số 2 là số nguyên tố chẵn duy nhất nhá. Số nguyên tố chẵn duy nhất chính là số 2. Ngoài ra không có số nguyên tố nào cả. Tại vì nếu như mà số 4 là chẵn thì nó sẽ chia hết cho 1, 4 và 2. Số 6 cũng không được, số 8 cũng không được. Tại vì lúc đấy nó sẽ chia hết cho 1, 2 và 8. Chẵn thì chỉ có số 2 thôi. Rồi một nhận xét tiếp theo nữa đó là gì? Số nguyên tố mà chia hết cho 3, chia hết cho 3 chỉ có duy nhất số 3 mà thôi. Ngoài ra thì không còn số nào cả. Tại vì nếu như có một số lớn hơn 3 mà chia hết cho 3 thì lúc đó nó đã có ít nhất là 3 ước rồi, 1, 3 và chính nó. Ví dụ số 9 thì không được, đúng không? Số 9 thì nó chia hết cho 1, 3 và 9. Số 12 cũng không được, đúng không? Vì nó chia hết cho 1, 3 và 12. Số nguyên tố mà chia hết cho 3 thì chỉ có duy nhất một mình số 3 thôi. Đó. Thế đề bài này người ta cho P lớn hơn 3. À, P lớn hơn 3. Vậy thì P lại là nguyên tố nữa này. Thế là P không thể chia cho 3 nữa rồi nhá. Bây giờ chúng ta mới trở lại cái bài này. Thầy xóa cái phần đã ghi đi. Bây giờ thầy bắt đầu khai thác từ đề bài này. Ý thứ nhất, vì P lớn hơn 3, đề bài cho, và P nguyên tố, nên chắc chắn một điều là P không chia hết cho 3. Đúng không? Rồi, thế vì nó không chia cho 3 thì chúng ta sẽ suy ra P chia cho 3 sẽ dư 0 hoặc, à xin lỗi, dư 1 hoặc dư 2. Và chúng ta còn hai điều kiện. À, chúng ta còn một điều kiện để làm. Đấy là đây, P cộng 8 là nguyên tố. Sau đó người ta hỏi P cộng 100 ra sao. Bây giờ chúng ta suy nghĩ tiếp này. Nếu mà P chia 3 dư 1 thì sao? P chia 3 dư 1, à thì lúc đó cộng 8 nó lại hiểu là cộng 9 đi, đúng không? Tại vì chia 3 dư 1 mà. Thì mình nói thế này, nếu P chia 3 dư 1 thì P cộng 8 lúc này sẽ lại là chia hết cho 3. Cái 1 dư ấy, mình ghép vào số 8 thì nó thành số 9, mà 9 thì chia hết cho 3, nên cái này sẽ chia hết cho 3, đúng không? Thì từ đó, trái với giả thiết
trái với giả thiết là P cộng 8 nguyên tố. Nguyên tố mà lại P lớn hơn 3 thì nó không được chia cho 3 đâu. Mà bây giờ nó lại chia cho 3 thì nó trái với giả thiết. Như vậy trường hợp P chia 3 dư 1 là loại, đúng không? Như vậy là suy ra là P chia 3 dư 1 loại. Đấy. Và chúng ta sẽ có một trường hợp tiếp theo. Nếu P chia cho 3 dư 2 thì sao? Bây giờ chúng ta sử dụng cái ý người ta hỏi. Thì lúc này P cộng với 100 sẽ lại chia hết cho 3. Bởi vì là cái dư 2 này này mình ghép vào với 100 thì nó thành 102, mà 102 thì nó có chia hết cho 3 đúng không nào? Đúng, điều này là đúng. Vậy thì lúc đó cái này chia cho 3 mà P cộng 100 hiển nhiên là lớn hơn 3, suy ra P cộng 100 sẽ là hợp số. Là hợp số bởi vì lúc đó nó chia hết cho 1, cho 3 và cho chính nó. Vậy là nó có từ 3 ước trở lên, vậy nó là hợp số. Kết luận, vậy người ta hỏi cái này là nguyên tố hay hợp số thì câu trả lời của mình P cộng 100 là hợp số. Đó.